Hello bà con, tiếp tục hành trình đường quốc lộ 14C nha quý vị. Có những đoạn gọi là vành đai biên giới, đường này cũng gọi là vành đai biên giới đây. Khu này thuộc huyện Ea Súp rồi, xã IRV. Đường bê tông rất là đẹp, đi thẳng tới ngoài thì phải lên tới cửa khẩu Lệ Thanh, còn nó tới đâu nữa thì tính tiếp nha quý vị. Rồng đó còn có 12 cây không, đồn biên phòng 6 cây, Iarod 22 cây, như vậy mình đi thẳng. Chú Mơ Rồng là thuộc Gia Lai rồi quý vị, tức là chỉ 12 cây nữa thôi là tới Gia Lai rồi. Đồn biên phòng này tương đối lớn và đồn biên phòng này khó mà có thể đi cái đường tuần tra biên giới được, đi sát biên giới á, họ hỏi liền. Khu này dân trồng mì quá nhiều, xã IARV thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Cái đám mà xanh xanh trước mặt có vậy là mía đó bà con. Vườn quốc gia Jordan, một pha hú vía khi gặp anh bộ đội biên phòng, anh mặc đồ kiểu như rằng ri đứng giữa đường mang cái súng AK chặn lại ấn ăn hiệp. Tại vì mình nghĩ nó có dấu chốt có trạm ở đây không, anh đứng giữa đường chặn lại làm mình phải quay đầu ra lại quốc lộ 14C. Xin nhắc lại bà con, nếu ai đi đường quốc lộ 14C này thì nhớ tính toán xăng, rồi chuẩn bị ăn uống cho nhớ tu toàn trước một buổi sáng. Nó không có quán xá, không có cái xăng như vậy. Hồi nãy tôi ở ngay cái chỗ xã đó là tôi chạy ngang tôi thấy một cái xăng, thì xe tôi là 4,5 lít mà tôi đổ có 2 lít là đầy bình rồi, tức là tôi còn 2,5 lít tôi vẫn đổ nha quý vị. Phải cẩn thận, đường này mà hết xăng là tiêu. Ồ, chỗ này là một cái cầu đẹp quá. Cầu gì đây? Coi coi. Cầu số 4 Gia Hờ Leo. Cầu này là cầu số 4. Như vậy sẽ còn cầu số 3, số 2, số 1 hoặc là số, hoặc là nếu mà tiến lên thì số 5, số 6, số 7. Ở số 3, số 2, số 1 rồi, ngoài kia cầu mình đi từ tôi đi từ Đắk Minh qua là nó có cầu số 8 đó quý vị, bắt qua sông Sê Rốt đó. Cầu số 10, số 9, số 8 như vậy, sắp tới sẽ tới cầu số 3. Dưới những dòng sông bao giờ cũng có những cánh đồng nhỏ nhỏ rất là đẹp. Vậy thấy đẹp không? Rất là đẹp đó. Địa hình Việt Nam rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với Campuchia. Người ta đang lên đất người ta trồng mì đó bà con. Chỉ camera qua cho bà con coi đó. Số 3 đúng rồi đó. Như vậy đến cầu số 2 và đến cầu số 1. Ô bằng lăng nó nở đẹp quá bà con. Lăng nở đẹp dữ sợ. Đó. Bằng lăng nở rất đẹp đúng không? Tím điện. Đường xá nó bầm dập chứ nó cũng phải ngon lành gì lắm đâu nha bà con. Cái quốc lộ 14C này nó dài quá và bây giờ nó sửa chữa rất là nhiều. Có nhiều đoạn rất là ngon mà nhiều đoạn cùi bắp lắm. Như vậy nè, cái đường cỡ này thôi là cũng không thể đi tốc độ nhanh được rồi. Nên tôi quay mấy cái chỗ mà đường ngon ngon, tôi chạy im u rồi tôi quay cho bà con coi chứ đường ấy gì nhiều đường té tua lắm. Còn cái bảng gì đây?
Iarod 26 cây, đồn biên phòng 2 cây, Chư Prong 8 cây. Cầu số 2, nhắc đến cái cầu số 1 là bắt đầu là ngay cái ranh giới với lại Gia Lai đó quý vị. Cầu số 2 nè, tôi không biết từ đâu nhưng mà tôi nhớ là khi tôi đi á, tôi nhớ là bắt đầu từ cầu số 10. Không biết cầu số 10 nó bắt nguồn từ chỗ hình như từ dưới đất Minh lên á. Đến cầu số 8 là nó chạy qua dòng sông Serebok. Đúng rồi quý vị, còn có 3 cây nữa là tới Gia Lai rồi, tới huyện Chư Prong của Gia Lai rồi. Thì chắc là ngay cây cầu số 1. Đường quá tệ luôn quý vị. Càng lên cao càng tệ khúc này nè. Chư Prong 3 cây nè. Đồn biên phòng 4 cây nè. Aerob 27 cây nè. Kệ mình đi cho nó biết cái quốc lộ 14C này nó như thế nào. Cầu số 1 nè quý vị. Đây là cái cầu. Chỗ này là giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Cầu số 1 Gia Lop và giáp ranh giữa hai huyện Chư Sê và Ea Súp. Không biết con sông này con sông gì, sông Gia Lop hay là sông Sê Rốt chạy xuống đây không biết, thì tôi không biết nha, chắc Sê Rốt quá. Đây là qua đây là đã qua đất của Gia Lai rồi nha quý vị, Chư Prong rồi đó. Đường quá bầm dập. Cái huyện Ea Súp này đường xá tệ quá. Mía nè bà con. Đó. Vừa qua đất Gia Lai là anh có lời khen ngợi các em dù làm đường bê tông nhưng mà chạy ngon lành. Mấy anh ở bên Ea Súp bèo quá bầm dập đi 20 cây cả tiếng hồ. Đường dập quá. À. Đường bê tông ngon, mát mẻ chạy sướng. Đi cái đoạn từ cái xã ARV đó, đắc RV gì đó mới đây qua này, đi tới cái huyện Chư Prong này quá bầm dập mà không biết cái huyện Chư Prong này ở vùng này là xã gì biết. Cambodia là ở bên trái, ở sâu ra cái huyện đây mà đâm thẳng ngoài là ra quốc lộ 19 nha bà con. Tại tôi thấy nó để bảng cái số quốc lộ 19 á, đây là quốc lộ 14C. Chắc chắn là ngày hôm nay tôi sẽ tới khu vực cửa khẩu Lệ Thanh rồi, không khác được. Giờ đây đâu còn bao nhiêu, mấy chục cây nữa nhiêu, cùng lắm 7-80 cây nữa đi. Tôi không quay video thì tôi chạy cái vèo tí là tới, 1 tiếng rưỡi tới à. Đây nè. Ôi đây đồn biên phòng nè quý vị. Ở trên này bằng lăng ra bông rất đẹp, để tôi coi cái xã này xã gì của cái huyện Chư Prong.
trên cái vùng này, khu này ta trồng bằng lăng rất nhiều bà con, nhà nào cũng trồng bằng lăng đó, đó là có đâu hồi xưa đây rừng mà nó mọc sẵn luôn mà chừa lại thôi. 52 cây, nếu mà ở đây chạy thẳng ngoài 52 cây là sẽ tới quốc lộ 19. Đây cái vùng này nè, cái vùng mà người ta rừng người ta trồng lại những cái này nè. Nó giống như chân cái vùng rừng Ridgeview ở bên Cambodia mà giáp ranh với Thái Lan vậy đó. Cái địa hình nó cũng như vậy nè. Ở trên cái tiền đồi cao rồi nó có một khoảng bằng bằng người ta trồng cây, và cũng là cái loại cây này đó quý vị, rất là nhiều, cũng tre trúc vậy, rồi cũng có cây giả tỷ á, không phải cây đó cây giả tỷ không, nói vậy đó. Red Deer là cứ chạy 30-40 cây luôn cái rừng nó như vậy. Dù là đường bê tông nhưng mà rất là đẹp nha con. Tôi ăn sáng mà tôi quên mua ngay chỗ bán nước đó, một hai chai nước quán tôi xách theo, không sao, chạy tăng lên tới cửa khẩu luôn uống cũng được, nếu không có quán. Trời âm u rồi, đừng mưa ông ơi, nắng lên như hôm qua đi cho vui. Đi bên kia là đi mệt á, đi mỏi vai luôn á. Rồi các bạn chỉ gì đây, Đức Cơ 57 cây, Đồn 729 9 cây, Pleiku 80 cây. À, vậy là mình có cơ hội đi ngang Đức Cơ. Quẹo qua Pleiku, đường bên phải 80 cây, qua bên trái vô đồn biên phòng. Tôi đi khoảng mười mấy cây cái đường này, nhưng mà tức là đi từ cái cầu số 1 á tới đây nè, tôi có thể xếp vô đây là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam đó nha bà con, không giỡn đâu, rất là đẹp. Bên
chốt, các chốt kiểm lâm bảo vệ rừng quá. Chạy từ từ chỗ này cho quý vị coi chơi, qua cái cầu. Đặt một cái tên gì đi, cái BTCT. Rừng trồng lại cũng được, mà phủ dày như vậy đâu là ngon rồi, giữ đất được rồi. Những cái rừng này chứ đôi khi là rừng đã được các cái tổ chức môi trường người ta trả tiền để bảo vệ nó nha bà con. Chẳng hạn như rừng ở Sa Mát nè, ở Tây Ninh nè, rừng ở Mã Đà nè, ở Đồng Nai nè, rồi rừng Bù Gia Mập nè, ở Bình Phước nè. Tôi đây là tôi thấy đề bản hiệu, bản hiệu là rừng đã được bảo đã được chi trả tiền để bảo vệ môi trường đó. Khúc cua chỗ này rất đẹp, do những cái tổ chức mà bảo vệ môi trường thế giới á, như tổ chức môi trường xanh rồi hay là tổ chức UNESCO rồi đó bà con, rồi những cái tổ chức phi chính phủ đó, rồi muốn bảo vệ cái bằng khí quyển rồi đó, người ta chi trả tiền cho nhiều quốc gia. Còn rừng phải giữ lại rừng, trong đó có Việt Nam. Đẹp nhưng mà quá vắng luôn. Nó đẹp là lý do là nó xuống vậy, nó xuống lên thấy không? Bà con nhìn thấy không đó? Mình đứng đây là mình đã nhìn thấy xuống lên thấy không? Một lớp, hai lớp, ba lớp thấy không? Đó. Đường nó không có người mà đến nỗi tôi ngông cuồng à. Tôi chạy qua bên kia để tôi đưa cái camera để quý vị thấy cái mức độ lên xuống của nó. Mọi người. Đó. Hồi sáng tôi ngồi tôi ăn sáng ở chỗ xã IRV á. Tôi gặp hai cha con anh kia, tôi hỏi thăm đường nè, hỏi chơi thôi cho tôi biết là chỉ theo 14 xe là đi lên đây, đi lên đường hướng lên cửa khẩu Lệ Thanh nè. Thì cái anh chàng con á 29 tuổi, anh ơi cái đường nó ghê lắm, chú chạy lên khỏi cái này khoảng 20 cây, chú gặp một cái đường bê tông nó dài đẹp nhưng mà nó vắng người, không có một cái nhà người dân nào, sợ lắm. Đoạn đường dài nãy giờ đi 30-40 cây rồi mà bà con nhìn có thấy người đâu. Đường này quay video vô thì chạy chậm để quay vô cho nó cái video nó không bị vỡ nha bà con, chứ còn nếu không quay thì muốn chạy tốc độ bao nhiêu chạy, nói chung là xe có nhiều số, có nhiều ga, muốn chạy nhiều chạy. Đây cũng có người đã đi ngược lại nè, mấy chục cây rồi mới có người đi ngược lại, lại không có cảnh sát giao thông, không có gì cả, mà đường thì nó ngon. Mới nói cái chỗ này xấu nè, xuống cái dốc mà nó hư cái chỗ đó hiểm thiệt đó, đường nó ngon như vậy đó. Thì bà con muốn chạy bao nhiêu chạy thôi. BTCT. Ồ, trong kia mưa nè, người ta chạy ngược lại nó mặc áo mưa nè. Mình cũng chuẩn bị tinh thần áo mưa vô thôi, giữa rừng giờ là phải đi luôn.
cơ 43 chư răng 31. Anh cho em hỏi cái 14 xe là đi thẳng luôn hả? Đi thẳng luôn hả? Đi lên cửa khẩu Lệ Thanh là đi thẳng luôn hả? Còn qua bên này là qua chư răng. À, em đi lên cửa khẩu. Đi thẳng luôn đúng không? Tức là cái này là lên cái này là 14 xe đúng không? À, cảm ơn anh. Ở anh là bên bảo vệ rừng ở bên biên phòng anh. Biên phòng à? Ờ, cảm ơn anh nhiều. Vậy là cái đường này là đường vành đai biên giới luôn đúng không? Ủa bên kia cái rừng là đất cam anh. Bên kia cái cục đồi đó. Ờ, cảm ơn anh. Tôi gặp mấy ông biên phòng. Đi dừng lại tôi hỏi thông tin rồi chơi. Vậy qua phải là qua huyện Chư Prong đó quý vị, ba mấy cây nữa. À, đây là cái đồn trường bắn bộ chỉ huy đội biên phòng tỉnh Gia Lai. Tức là qua cái dãy núi bên đó là đất Cambodia đó quý vị. Ở khu này mấy ảnh đi ngoài đường luôn, chốt ngoài đường luôn. Tôi đi đường tôi gặp mấy anh cơ quan chức năng coi dừng lại tôi hỏi thông tin lắm. Khu này làm gì mà bộ đội biên phòng người ta đưa ra đường người ta đứng luôn ta, dữ dằn thiệt. Khu này căng à, chốt chữ ô bò. Hello, đứng lại, đứng lại, anh thấy tôi đi vậy, đứng lại. Bò. Hello, hello. Bò đeo. Ồ, bò bấm đôi tay quý vị. Bấm đó, con quý vị bấm đôi tay biết bấm làm gì, bấm để đếm số á, giống như là số con heo rồi đó. Chú bộ đội biên phòng gặp tôi chú cười. Ơ, khu này có bán ăn rồi nè. À, để coi có cái quán nào vô uống nước rồi chơi. Ô, sao biên phòng ngồi đây giữ ta. Đây quý vị, đây gần như là một cái vùng một bản làng của người đồng bào này mà không nói vậy đó, có lối sống ở đây vậy đó, có thấy không? Tức là người ta nuôi bò ở trong sân vườn luôn, trong nhà luôn, có những cái nhà ở trước nhà luôn. Một cái khu có xíu đó mà ba anh biên phòng đi qua đi lại, đi tới đi lui, cầm mấy tọa đàm. Ô, trong này có mấy gỗ đẹp quá, mấy lũa. Trời, mấy gỗ cây đẹp quá, tôi nhìn tôi khoái chơi lũa mà không, tôi nhìn mấy cái lũa tôi khoái. Mới mưa xong rồi bà con, ướt mềm hết nè. Đó bà con, bên kia dãy núi đó là đất Cambodia. Thành thử cái đường này là đường tuần tra biên giới. Đường này đường vành đai biên giới. Đó. Cái đồng từ đây qua đó rất là gần, cả chừng cây rưỡi số à, gần lắm. Qua chỗ cái núi đó, giáp chân núi đó. Ở dưới đó nó có dòng suối dưới đó. Đường này mà đưa vô phim ảnh là hết ý luôn nha bà. Đó, phía trước là có ông nội đi rừng vậy, thấy ông chở cây vậy đó. Thấy không? Kéo một cây ha. Tôi nhìn tôi biết mà. Kéo một khúc cây từ trong rừng ra. Tất nhiên cây đó cây mục rồi. Nhưng về nguyên tắc biên phòng, kiểm lâm họ có thể làm khó làm dễ được. Phim mà đưa vô phim mà con đường này là hết ý luôn rồi. Bên kia có dãy rừng núi sừng sững, gần như là ranh giới giữa hai quốc gia. Bên này là con đường cong co đẹp, lãng mạn, đầy tính thơ văn. Đó quý vị, đây nè, người ta gọi là quẹo phải là quốc lộ 19, 24 cây nè. Còn này là mình đi thẳng luôn nè. Đó, đổ vẽ là quốc lộ 19. Cái đây là ban quản lý rừng phòng hộ
Airport. Đây lên cửa khẩu Lệ Thanh đi thẳng luôn anh. À đây bên này. Ủa cái à đây đường cục anh. Ủa vậy là 14 xe đó luôn hả? Vâng, cảm ơn anh. Em lại tưởng em thấy nó để là quốc lộ 19. À cái đường đó đường cục nha bà con, vẹo lại nha bà con. Tức là nó chỉ cái bảng đi qua quốc lộ 14C. À qua quốc lộ 19 nhưng thực sự đây cũng là quốc lộ 14. Chúng tôi chạy vô đó thì anh đó, tức là họ đang mở đường và đường đó đường cục. Tiếp tục quốc lộ 14C. Chứ đi đường này tôi mê mấy cái trúc này tìm mại sao đó. Người đồng bào thì số nè quý vị, người đồng bào nè quý vị, nói theo ngôn ngữ chính xác nhất là người thượng đó quý vị, ở trên cao, thượng là trên cao đó. Ở đó nè. Bên bên này nữa đó. Còn xây cái những cái nhà kia nhà gì tôi không biết mà chả ai ở, mới làm xong bằng khô à, bỏ qua rồi. Bây giờ là 9 giờ rồi, với cái đà này là chắc tôi lên tới cửa khẩu rồi uống nước luôn quá, ăn trưa luôn quá, đâu có thấy quán xá gì đâu. Cầu gì đây? Cầu Ia Đờ Răng. Hồi nãy là đi qua bên tay phải, lúc nãy có cái bảng qua bên kia là cái huyện Chu Prang, còn cái huyện này thì tôi biết huyện gì ta, đó là huyện Ia Prang. Để chạy tí nữa coi. Cái này người ta cũng trồng đều. Quý vị nhìn thấy cái dải rừng dải núi bên kia là đất Cambodia, tất nhiên là dưới chân núi cũng là đất của nó rồi, của người ta rồi. Tại vì ở dưới đó là cái dòng suối, cái dòng sông nãy mới chạy ngang đó bà con. Tôi không biết là khu này cái khả năng cao lắm là người xịt tiên nha quý vị. Ờ tôi vô đây, tôi vô đây tôi uống cà phê đi, trà đá nước giải khát đi, uống nước ngọt đi. Nước quá rồi, có gì cho uống đi. Thấy quán nước là lũi vô liền nha bà con, đi từ sáng giờ mới thấy á. Tức là từ chỗ này vẫn là thuộc huyện Chu Prang, chạy thêm 2 cây nữa là tới giáp với huyện đất cơ, tức là ngay cái chỗ mấy người quán nước bán nước họ nói á. Và từ chỗ này lên cửa khẩu khoảng chừng 20 cây nữa, quá gần cửa khẩu Lệ Thanh. Nhìn cái cho nó biết, ăn cơm trưa rồi tiếp tục đi đâu đó, đi tiếp. Ở phía bên tay trái á bà con, thấy là thấy xây nhà giống nhau cho người đồng bào thì phải, rất là giống nhau, nhà nhỏ thôi. Sâu phía trong á có thể là cái khu vực này hết rừng rồi muốn người ta không có di cư nó xây nhà ổn định nhà ở. Những cái làng mà lúc nãy tôi quay ví dụ ở trong video đó là người Gerai đó bà con, có
nói về lịch sử mà lịch sử là quốc đồ của các dân tộc á, thì nó là một vương quốc dơ rai luôn á, ở trên trung tâm á, nó là một vương quốc. Rồi sau từ từ nó bị những cái tộc lớn khác như Xì Tiên hay là người Kinh rồi chẳng hạn, thì nó lắng, nó đồng quá, nó lắng á, nó lấy đất á, cho họ là một vương quốc, một tiểu vương quốc dơ rai. Người Gia Rai ở công tâm đó bà con. Khu vực này khu vực của bộ đội, tiểu đoàn huấn luyện cơ động. Cầu Ycren. Để qua con cầu này thành đất của đất cơ chưa không biết. Tại nãy ngồi đó cái cô quán cà phê của nó rằng chạy lên 2 cây nữa là tới thuộc về đất cơ. C qua trái đồn biên phòng 725. Rồi như vậy là cái quốc lộ 19 này nó giáp ngay cái cửa khẩu luôn. Đi đây là 14C nè quý vị. Con đường này xứng đáng một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam. Quốc lộ 14C đoạn Gia Lai. Đó bà con nhìn con đường nó dẫn nó đẹp ghê không? Nhìn ngoài đẹp hơn trong video nha bà con. Ôm theo cái cục đồi, nó dẫn từ dưới chân đồi nó dẫn lên, xong nó đổ xuống, rất là đẹp. Lịch sử mà chiến tranh của Việt Nam thì đất cơ này cũng nổi tiếng lắm nhiều không? Đánh nhau giữa hai phía kinh khủng lắm. Cầu Ycren nổi tiếng mà đến nỗi có một bài hát của ông Phạm Duy, ông phổ nhạc, phổ thơ từ ông gì Linh quên rồi, Linh Phương đúng rồi, kỷ vật cho em. Anh trở về có thể bằng chiến thắng Playmer hay đất cơ đồng sòi bình giả đó. Là đây là cái gì? Đất cơ cái gì? Họ đánh nhau khủng khiếp lắm. Đây là rừng cao su nha bà con. Bây giờ mới có rừng cao su đó. Sáng giờ đi không có rừng cao su, còn là rừng trồng lại thôi. Bên tay trái quý vị thấy đó là cao su nó bị gió bị ngã hay là nó bị như thế nào đó mà người ta khai thác để người ta lấy củi là bung gốc lên đó là quý vị thấy không, người ta cày sới lên để trồng cây mới hoặc là trồng một loại hoa màu củ mì củ lan gì đại loại này, nhưng mà cái này là chắc chắn trồng cao su nữa rồi. Cái gì mà nó xanh âm mà con có loại dây leo gì đó. Ô trời sắp mưa rồi. Có thể phía trước quý vị á, trong đó là cái trung tâm của đất cơ đó bà con. Hồi xưa ở đây nó những vị trí chiến lược là vì vùng này là vùng giáp ranh giữa 3 nước mà, Việt Nam, Lào, Campuchia mà.
lửa chiến tranh diễn ra khốc liệt giữa hai miền Nam Bắc là vậy. Đã chặn cái đường tiến quân từ Lào hoặc từ Campuchia, từ mượn đất Lào và Campuchia tiến vào Tây Nguyên. Và cái gì đây? Làng bò 4 cây số, quốc lộ 19 8 cây, tiếp tục đi thẳng quốc lộ 14 xe nha quý vị. Qua bên kia là làng bò. Đây một từ lần đầu tiên tôi nghe. Đây. Yanan, đường Yanan, Đắc Cơ. Thuộc huyện Đắc Cơ. Để cái video cái vùng Đắc Cơ này cho bà con coi chơi. Nói vậy chứ đâu phải ai cũng biết Đắc Cơ đâu. Ví dụ nhiều người họ ghi nhạc Phạm Duy thì họ phải biết cái bài Kỹ Mặt Cho Em nói về Đắc Cơ, và một số bài hát nào đó nữa nói về Đắc Cơ rất là nhiều. Nhưng mà không phải ai cũng có may mắn để biết được Đắc Cơ. Dù bận rộn công việc, sức khỏe hoặc lười biếng đi chẳng hạn. Đây là vùng Đắc Cơ. Vùng này cũng là một trong những vùng mà cách đây nhiều năm dậy lên cái làn sóng quặng bô xít nha quý vị. Đắc Cơ, Đắk Lắk đó, Đắk Nông đó. Bây giờ thì có dự án là dẹp bỏ rồi. Cái này là xã Yanan, huyện Đắc Cơ. Tới đây thì khỏe rồi, ăn uống được vô tư rồi. Quẹo trái Ia Hlot, trung tâm Chư Ti, đi thẳng cửa khẩu chợ cách 50m, xã Yên An. Có những cái gốc cây quá dữ, lên Tây Nguyên là cây. Tôi khoái chơi lũa bà con. Tôi nhìn mấy gốc cây tôi ghiền lắm đó. Gốc cây bên tay trái không? Đẹp ghê không? Vậy chở đi chưa chắc được đó nha bà con. Phải giỡn lên. Vùng Tây Nguyên như vậy là cái vùng này cũng gọi là sung đó nha bà con. Chứ ở những cái xã như xã giáp biên giới ấy, như xã Rà Cơi của huyện Sơ Thầy đó, nhìn nó tội lắm, nhà nó lè bèo. Tại vì trên 90% là người thượng. Bản chất của người họ là thật thà, họ không biết buôn bán kinh doanh. Nãy giờ họ chỉ làm họ sống với rừng thôi. Bây giờ nó không còn rừng thì họ làm bắp làm lúa ăn qua ngày thôi. Bất cứ cái tỉnh thành nào cũng vậy quý vị, gần tới cửa khẩu là thấy nó xô bồ lên liền. Tại nơi giao thương giữa hai quốc gia mà, xe cộ người được. Thị trấn Chư Ti, cửa khẩu Lệ Thanh 11 cây. 11 cây nữa thôi nha quý vị, là tới cửa khẩu Lệ Thanh. Ai chưa biết cửa khẩu Lệ Thanh là gì thì lần này dòm dòm cho biết. Chà, mưa rồi. Mưa nấp à, đây có nhà mà. Chứ mưa là không đi à. Còn có 10 cây nữa ông ơi, cho tôi tới cửa khẩu luôn đi. Rồi tới cửa khẩu không mưa cũng được, tôi vô đó tôi núp. Tôi ráng chạy tới cái nhà cho tôi núp nha quý vị.
xe nó cứ đi. Cho em nước mưa tí chị ơi. À, cảm ơn anh. Mưa quá. Dạ dạ cảm ơn anh. Ô cái cây này dữ ta. Cây đẹp quá. Cái lỗ cây khủng không bà con. Tôi nấp mưa ở nhà người ta nè. Ủa cái cây này là gốc của nó là cây gì vậy anh? Cây bằng lăng á. À cây bằng lăng này hả? Bằng lăng nước đúng không? Dạ. Ô dữ dằn thiệt chứ. Còn 10 cây nữa đấy, cửa khẩu mà nó mưa nào quý vị. Mưa rừng bây giờ nó to, hụt nào hụt lại nó bự bự bự. Lớp mưa xong lên đường tiếp nha bà con. Tây Nguyên nó những có những cơn mưa rất là bất chợt. Đó, cửa khẩu 9 cây luôn. Và lấy câu 66 cây nè. Nó rất là nhiều đường đi. Mình đi vô cửa khẩu chơi cho nó biết. Tà tà cho quý vị thấy quang cảnh của cái đất cơ. Làng văn hóa làng Bi. Cái đường này đường để dẫn vô cái cửa khẩu mà. Đường này phải cẩn thận với công an giao thông. Những cái vùng Tây Nguyên này nè, nó ảnh hưởng cái nắng mưa thời tiết của Trường Sơn. Nó có thể nắng mưa bất chợt lúc nào. Vừa dứt cơn mưa xong là nắng lên liền. Mà mưa thì mưa rất lớn, kiểu như còn bao nhiêu hạt rớt hết cho hết vậy đó, để nắng vậy đó. Có khi mưa nguyên một ngày luôn. Hồi tôi ở công tâm á, tôi dầm mưa cả ngày luôn, tôi đi chơi tôi buồn quá, kẹt dịch không về nhà được. Đường để đi vô cửa khẩu á, cửa khẩu nào nó cũng vậy đó. Nó gần như là cái bộ mặt của quốc gia mà. Giao thương mà. Vì chủ quyền an ninh quốc gia, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cửa khẩu này là đẳng cấp cửa khẩu quốc tế luôn nha bà con. Chứ không phải là cửa, chứ không phải là những cái cửa khẩu nhỏ nhỏ đâu. Công Tâm thì có cửa khẩu quốc tế Bơi. Gia Lai này tôi biết Lệ Thanh nè. Bình Phước thì có. Cái gì quên rồi. Tây Ninh thì có một bài. Bình Phước thì Hoàng Diệu sẽ nâng cấp lên. Còn nó có sẵn cái rồi là cái gì quên ta. Tự nhiên quên ngang, đi hoài mà quên ngang. Ở Lộc Ninh á. Qua Lư, ừ Qua Lư. Để coi mức độ xe cộ nó qua lại cái cửa khẩu Lệ Thanh này. Như cửa khẩu Bơi á. Những cái cửa khẩu ở trên Tây Ninh đó, nó không lớn như quý vị. Kể cả cái cửa khẩu Mộc Bài luôn, quốc tế. Nhưng mà nó đông lắm. Rồi những cái đồn biên phòng á, người dân Tây Ninh với nhiều người dân Campuchia họ qua lại rất là đông, nhìn nó nhộn nhịp lắm. Ở Bình Phước với Bùng Hiu à, cửa khẩu Hoàng Diệu, rồi ngay cả cửa khẩu quốc tế Qua Lư cũng vậy, Bùng Hiu à.
ty mà xuất nhập khẩu đó, họ dơ gần họ đầu tư ở đây nè bà con, để họ hàng hóa nó qua cho nó dễ nè. Đường mà để là vô cái cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ở Bình Phước cũng đang làm lớn, rất là lớn, làm một phát từ trong cái cửa khẩu bản thân nó đã là quốc lộ 13 qua đến Campuchia là nối ra Lộc Ninh, lớn lắm, không thua gì cái đường này. Ồ, cái này cái gì mà bỏ hoang toàn ghê đó. Khu này thì dấu vết của chiến tranh rất là nhiều. À, đây vô không được hả? Vô tham quan được không anh? À, cảm ơn anh. Hiền quá, mình vô tham quan khỏi hỏi giấy tờ luôn. Có nhiều ông khó, nói chung chả có gì là vành đai biên giới nữa quý vị. Nhiều ông khó, không hỏi giấy tờ, về nguyên tắc người ta hỏi giấy tờ mình phải đưa nha quý vị. Tại vô trong cái khu cửa khẩu mà. Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Đây nha quý vị. Đây. Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, trạm kiểm soát phòng cửa khẩu. Mình đi một vòng rồi mình quay ra. Ô, rất là vắng nha quý vị, vắng khách vô cùng, cũ kỹ không có gì hết. Những cái cửa khẩu này đi qua Lào là chắc dễ lắm đây, thấy vắng mà. Chạy một vòng qua bên kia coi, vô trong cái cổng kia coi, cái cửa khẩu kia là người ta cho đi vô đó, nhưng mà đến bên đất Lào thì dừng lại. Đây nè, mình đi tham quan thôi mà. Đi tham quan cái được không anh? À, anh hỏi đi. Tức là bỏ lại đây hả? Mua bao nhiêu hả? Rẻ rồi mà, rẻ lắm. Cái thùng này đó có 1,2 triệu à? Ông gắn không? Tôi giới thiệu chỗ cho gắn. Gắn thùng không? Chỉ cho chỗ gắn. 1,2 triệu. Mua ở đâu? Không phải nha. Cái thùng này 1,2 triệu, còn cái này khác nữa nha. Còn cái bát này khác nữa nha. Cái bát bao nhiêu? Để bộ ấm được coi. Cái bát 1,4 triệu. Ừ, cái bát nó mắc hơn cái thùng. Cái thùng này có 1,2 triệu à, mà cái bát này nè. Tại vì khi anh gắn cái bát này vô là anh có thể. Cái thùng nó hiểu gì á? R, Shigibi, hàng xịn mà. Rồi, cảm ơn. Đi tham quan ra tới cổng đường. Rồi, cảm ơn anh. Anh thích thì chút tôi ra, tôi chỉ cho cái chỗ đó. Cửa khẩu Lệ Thanh này anh vui, tôi đi vô cái anh ngoắc tôi lại. Đừng ngoắc khỏi giấy tờ. Không ngờ ngoắc khỏi cái thùng TV của tôi là mua bao nhiêu, cái bát với cái thùng bao nhiêu. Tôi mới muốn tôi cho địa chỉ luôn nè. Cười thiệt. Thấy cái thùng TV tôi đi dữ quá. Ở
mua cái bát với cái thùng bao nhiêu? Cái thùng ra mà có 1.2 triệu mà cái bát đến 2.4 triệu là. Rồi tới đây là hết được phép đi đường nghe quý vị, quay đầu nghe quý vị. Qua bên kia là đất của bạn Lào rồi. Tham quan thì tới đây là quay đầu đúng không anh? Rồi cảm ơn anh.